أيها المحاربون، إلى أين تفرون؟ إذا هزمتم فلا سبيل لي إلا الهلاك أو الانتقام. أيها المحاربون، إلى أين تفرون؟ Xin chào mọi người đã trở lại kênh của mình. Hiện tại, do kỳ KVK vừa rồi mình đã đánh vượt KPI của vua đặt ra, nên hôm nay mình được vua dùng điểm cống hiến KVK của mình để xếp top MGE vị tướng bộ binh mới nhất Tariq Ibn Ziyad. Vì sao mình lại chọn Tariq? Do hiện tại tướng bộ binh thế hệ mới chưa có vị tướng nào đêm trên 2000 mà có thể đánh ngoài chiến trường. Hai chiến thần bộ binh hiện tại là Quang Vũ và CV Oprim chỉ có đêm 2000, trong khi cung thì có Bojica, kỹ thì có Nesky đều có đêm 2300. Điều này khiến họ trên chiến trường có thể cắt máu kẻ địch nhanh hơn. Vì vậy sau khi Tariq xuất hiện trong game, thì mình đã quyết định sẽ triệu hồi vị tướng này. Vì đêm quá khủng 2500 đồng thời có hiệu ứng tấn công, tăng đêm cho kỵ binh, tăng sát thương, giảm nộ kẻ địch và đêm chống xoàm. Mình dự định sẽ nâng cấp Tariq để làm chỉ huy vụ cho CV Oprim. Mình dự đoán đây sẽ là một đạo quân gây đêm khủng nhất của mình. Sau một tuần đua thống đốc, mình đã đạt được thứ hạng qua các giai đoạn như sau. Theo mình, để tối ưu khi đua thống đốc, chúng ta nên luyện lính trước ở giai đoạn 1 để tiết kiệm tăng tốc. Giai đoạn 2 đánh mang rỡ chúng ta nên dùng G-Sen-G-A để kéo mang, đồng thời dùng ba đạo quân farm đi farm vàng trước, để hôm sau tức là giai đoạn 3, chúng ta sẽ có một lượng điểm tương đối ổn. Quan trọng nhất vẫn là giai đoạn 5 và 6, giai đoạn 5 là giai đoạn kill event, đây là lúc chúng ta cần kiếm một người bạn trong game để bắt tiêu tăng điểm, đây là mấu chốt cho người chơi hệ nạp ít, và F2V có thể nuôi điểm cao trong event này. Giai đoạn 6 thì chúng ta chỉ canh điểm, nếu có dấu hiệu bị vượt top thì hãy luyện lính và bắt tiêu thêm. Đây là lần đầu tiên mình được xếp top thống đốc và đua thống đốc hạng 11. Cảm giác khi triệu hồi ta rất thú vị và vui sướng, cảm giác như sở hữu được thứ quý hiếm, mà đa số người chơi F2V khác thường chưa triệu hồi được nó rất là tự hào. Bởi vì đây là thành quả cho những đóng góp trong KVK của mình. Mình đã chiến đấu với Kingdom trong Tết vừa qua, điểm kêu quanh mình đã tăng hơn 100 triệu trong mùa vừa rồi. Có thể với các bạn thì con số đó khá bình thường, nhưng với người chơi F2B và XS, ít tướng như mình thì mình xem đó như một thành tựu vậy. Bây giờ mình sẽ up Tariq lên 4 sao bằng mẹo nhảy sao từ cấp 10. Do Tariq mình sẽ dùng làm tướng phụ cho CV Oprim, nên mình sẽ không cần up Tariq lên cấp độ quá cao, mà chỉ cần mở 4 skill ảnh lượng. Đầu tiên là mình dùng 2 sao nhỏ để nâng lên 40%. Sau đó dùng tiếp 2 sao để lên 80% trên trường hợp sao nó 2x lên 100%. Sau đó mình dùng 2 sao lớn và 4 sao vừa để nhảy sao lên level 4. Như vậy là Tariq của mình đã ở level 14 sao. Tất cả skill của Tariq đã được mở ra. Với dạng skill như Tariq, nó khá giống dạng kiểu con đê bừ. Skill 1 thuần đêm, skill 2 tăng tốc chạy và tấn công, thú hoặc máu, skill 3 sẽ là skill rally, skill 4 thì tăng sát thương và có một dây bắp gì đó. Skill cuối là tăng đêm skill 1. Tiết kiệm nhất thì mình sẽ up Tariq 5511 hoặc 5515, nếu dư giả thì sẽ up max skill để tăng thêm đêm. Định hướng tiếp theo của mình là có thể up Tariq 5511 để làm chỉ huy vụ cho CV Oprim. Mùa KVK tiếp theo mình sẽ dùng ba đạo quân đó là Quang Vũ Alex, CV Oprim Tariq, Nes VG. Tuy nhiên nếu Tariq của mình chưa lên kia skill 5511 thì mình sẽ thay thế bằng tướng Mehmet. Hiện tại mình cũng khá vân vân, có nên lên tướng Yuan Grim để kẹp với Nesky trước, hay nên up Tariq kẹp CV Oprim trước, vì Yuan Grim kẹp Nesky hiện là meta kỵ binh mạnh nhất lúc này. Nếu mọi người có góp ý thì hãy để lại bình luận nhé. Để kết thúc video thì mình sẽ dùng CV Tariq đánh thử trong chế độ chinh phạt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.
cụ thể. أيها المحاربون، إلى أين تفرون؟ أملكم الوحيد الآن هو شجاعتكم وولاءكم.